Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Loan và số điện thoại của mình là 0985 38298. Vừa qua thì cái sản phẩm nước ép cần tây tảo xoắn diệt lục Green Beauty đó rất là nhiều chị em sử dụng. Tuy nhiên thì các bạn rất là sợ khi phải mua về hàng giá, nên trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn phân biệt thật giá và mình sẽ bóc toàn bộ cái hộp sản phẩm Green Beauty cần nước ép cần tây ra để cho các bạn xem bên trong nó như thế nào nhá. Đó, mình sẽ cho các bạn xem bột ở bên trong luôn. Đó. Thì khi mà các bạn nhận hàng về thì chắc chắn là các bạn biết là bây giờ công ty nó có cái tem điện tử như thế này. Cái tem này thì mỗi một sản phẩm chuẩn nó sẽ có một cái mã tem riêng. Nó có một cái mã QR riêng này, rồi là cái mã vạch chúng ta sẽ cào cái phần này ra và gửi đến tổng đài. Đó, nếu mà sản phẩm chuẩn thì nó sẽ ra, check là nó sẽ ra ngay nhá. Đó, còn ngoài ra thì có cái tem chống hàng giả này, các bạn thấy là cái tem này là nó in chìm cái công ty. Đó, in chìm công ty luôn nhá. Đó, các bạn thấy chưa? Thì bây giờ mình sẽ bóc cái sản phẩm ra, bên ngoài nó có một lớp ni lông này. Nó có một lớp ni lông, bây giờ mình sẽ bóc ra cho các bạn xem luôn nhá. Ngoài ra thì khi mà các bạn nhận hàng thì các bạn xem cho mình cái lô sản xuất các bạn nhá. Cái lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng nó rất là quan trọng, nên là các bạn phải xem rất là kỹ càng vào đó để mà mua được cái sản phẩm chuẩn chính hãng. Cái sản phẩm này cực kỳ là tốt luôn, khi mà chúng ta cả dùng cho cả gia đình luôn nhá. Nó bổ sung chất xơ, rồi là chị em thì nếu mà đến độ tuổi lão hóa hoặc là thiếu chất xơ hoặc là da dẻ bị khô nám sạm tàn nhang đó thì các bạn nên bổ sung. Thì mỗi một cái sản phẩm nó có 3 hộp như thế này. Tuy nhiên các bạn sẽ được tặng kèm thêm hai túi ở bên ngoài. Đó, hai túi ở bên ngoài. Cái cách sử dụng là chúng ta sẽ uống buổi sáng hoặc buổi tối. Bạn nào mà đang bị nám thần nhan nhiều hoặc là đang bị thiếu chất xơ nhiều, da dẻ khô, rồi là sau sinh, nội tiết nó kém, thì các bạn có thể uống cho mình hai gói một ngày, tức là buổi sáng và buổi tối. Đó là cái thành lúc mà cái thời điểm mà cái thành phần collagen nó hấp thu rất là tốt, đúng không ạ? Còn bạn nào mà da dẻ bình thường, chúng ta chỉ cần bổ sung hàng ngày để cho tiêu hóa tốt này, rồi là da dẻ rồi các thứ là nó ok, thì chúng ta có thể sử dụng cho mình một ngày một lần vào buổi sáng thôi ạ. Đây mọi người nhá, chiết xuất cần tây này, diệp lục collagen, bột tảo xoắn này, lysine vitamin C này. Đó. Chống lão hóa, giúp đẹp da, tăng cường độ ẩm cho da này, đối tượng sử dụng là người tăng cường sức khỏe này, những người có làn da xấu này, những người muốn thanh lọc cơ thể này. Đó, 1 đến 2 gói trên một lần, nhân 2 đến 3 lần trên một ngày. Chúng ta có thể chia ra, tức là cái một gói này thì chúng ta có thể chia ra làm nhiều lần hoặc là một lần là tùy các bạn, uống loãng hay uống đặc là tùy các bạn. Bình thường là như em Loan là muốn uống loãng nên là em pha một lần rất là nhiều, sau đó lại uống cả ngày luôn nhé. Đây bây giờ mình sẽ bóc ra cho các bạn xem bột bên trong luôn. Mỗi một gói như thế này là có 10 gói các bạn nhé. Mỗi một túi như thế này có 10 gói. Và trên cái túi này là nó có in hết rồi mọi người. Đó, mọi người thấy chưa? Nó in hết rồi nên là cái sản phẩm giả nó cũng rất là khó đấy các bạn. Đây ở trong này nó in này. Chữ sản xuất nhà máy cần đây là xoắn diệp lục này, phẩm bảo vệ sức khỏe này. Đó, các bạn thấy chưa? Nó in hết rồi. Chữ trước là nó in rất là rõ luôn nhá. Đây, hộp bên trong là nó làm hồng hộp bóng nên là rất là đẹp. Mỗi một túi như thế này là nó có 3 gram các bạn nha. Mỗi một túi là có 3 gram. Đó. Giờ mình bóc túi này cho các bạn xem bột ở bên trong nhá. Đây, bây giờ mình sẽ đổ bột ra cho các bạn xem. Đây ạ. Thứ nhất là mùi của nó rất là thơm, thơm mùi kẹo luôn mọi người nhá. Đây, thơm mùi kẹo luôn. Và cái màu của nó là nó sẽ lơ lơ màu xanh mọi người nhá. Đây ạ, lơ lơ màu xanh nhá. Đấy, mọi người thấy chưa? Lơ lơ màu xanh nhá. Rất là thơm luôn. Và uống thì chúng ta sẽ thấy là nó có vị ngọt rất là mát luôn nhá, thanh và mát. Đấy, màu xanh. Màu xanh của cái cần tây. Nên là nó là màu xanh, nó không có được đậm mọi người nhá. Đấy, mọi người thấy chưa? Đây, mọi người thấy kỹ chưa? Đấy. Bột rất là mịn và rất là thơm và rất là ngọt nhá. Ngọt mát luôn đấy ạ. Nếu mà còn thắc mắc cho cái sản phẩm cần tây tảo xoắn diệp lục thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là Nguyễn Loan 0985328298. Mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho các bạn cũng như là phân biệt hàng thật hàng giả cho bạn nhé. Ok, xin chào mọi người.